Mùi gì mà thơm nức, các loại chả, tàu hũ chay cùng rau củ mềm thơm thấm vị, sánh quyện đậm đà. À, là món ragu tàu hũ ki sen hồng nóng hổi. Dùng chấm bánh mì thì đảm bảo chỉ có mê thôi quý khán giả ơi. Hãy cùng xem nguyên liệu cho món chay mới mẻ này là gì nhé. Ngoài thành phần chính là tàu hũ ki sen hồng và chả chay của công ty thực phẩm chay Bình Loan, đầu bếp còn sử dụng các nguyên liệu từ thực vật như hành ba rô, cà rốt, khoai tây, nấm đùi gà và nấm đông cô. Món ăn còn có thêm cà chua nghiền, bơ đậu phộng, nước dừa tươi, bột năng và các gia vị cơ bản. Cùng vào bếp để trải nghiệm công thức cho món ăn thú vị này nhé. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn chế biến món ragu tàu hũ chay. Đầu tiên chúng ta sẽ bằm phần hành ba rô. Khi nấu món ăn chay tôi sẽ ít hạn chế sử dụng hành tỏi, mà mình sẽ sử dụng nguyên liệu chính từ cái hành ba rô để tạo nên mùi thơm cho món ăn. Hành ba rô chúng ta có thể cắt lát mỏng rồi mình xào với dầu, hoặc là các bạn có thể bằm nhuyễn cũng được. Phần tàu hũ ki sen hồng của công ty Bình Loan được gói trong lá sen tươi, giúp cho món ăn nó thêm cái hương vị tự nhiên từ lá sen. Đặc biệt các sản phẩm của công ty gồm những cái tiêu chí, 4 tiêu chí bao gồm không phụ gia, không chất bảo quản, không hàng the và chất tẩy trắng. Tàu hũ ki chay này chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn, và ở đây tôi sẽ cắt làm 8 mỗi phần. Tiếp theo là phần chả chay của công ty Bình Loan, tôi cũng sẽ cắt phần vừa ăn tương đối giống như phần tàu hũ ki chay. Công ty Bình Loan không ngừng nghiên cứu đưa ra thị trường các mặt hàng về phương thức chế biến mới lạ, hấp dẫn về hương vị, góp phần tạo niềm tin cho người tiêu dùng, được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2022. Cà rốt chúng ta có thể cắt hoa hoặc là mình sẽ cắt khúc, cắt múi câu vừa ăn tùy theo cái sở thích của các bạn. Phần cà rốt, khoai tây, nấm đùi gà và nấm đông cô tươi chúng ta sẽ sử dụng để tăng thêm màu sắc, hương vị và cái sự cân bằng trong cái món ăn của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cho nồi nóng, và sau đó chúng ta sẽ cho dầu ăn, hành ba rô vào phi thơm các thành phần gia vị nguyên liệu của chúng ta. Nồi bắt đầu nóng và chúng ta cho một chút dầu ăn vào trong. Sau đó chúng ta sẽ cho cái phần hành ba rô bằm nhuyễn lúc nãy. Lúc này chúng ta đảo nhanh tay để tránh cái phần hành ba rô này nó bị cháy. Khi cái phần hành ba rô thơm thì chúng ta sẽ cho nấm đông cô tươi vào, chúng ta xào. Chúng ta nêm một ít hạt nêm, một ít đường và một ít muối. Tiếp theo chúng ta cho phần nước dừa tươi vào để nấu cùng. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần cà rốt và khoai tây vào chiên trong chảo dầu để tạo thêm cái độ chắc cho cà rốt và khoai tây, sẽ làm cho món ăn ngon hơn. Chúng ta sẽ cho phần khoai tây và cà rốt vào chiên. Các bạn lưu ý là khi mà mình chiên cái phần khoai tây và cà rốt này, mình sẽ dùng cái lửa lớn để cho cái phần vỏ ngoài của cà rốt và khoai tây săn lại, nhưng mà cái phần nước ngọt bên trong của cà rốt và khoai tây sẽ không bị mất đi. Khi phần khoai tây này vàng thì chúng ta cho tiếp phần cà rốt vào chiên cùng. Sau khi phần khoai tây và cà rốt vàng thì chúng ta sẽ vớt bỏ vào nồi nấu cùng. Sau khi cho phần cà rốt và khoai tây vào trong nồi nước thì chúng ta sẽ nêm vào đây một ít hạt nêm, một ít muối, một ít đường, và đặc biệt là để cho tạo màu đẹp thì chúng ta sử dụng phần cà chua nghiền và bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng sẽ giúp cho món ăn chúng ta có thêm cái độ béo và thơm. Khi phần nấm và cà rốt, khoai tây đã chín mềm thì chúng ta cho tiếp theo phần nấm đùi gà. Nấm đùi gà do nó mềm và nhanh chín cho nên chúng ta sẽ cho vô sau. Tiếp theo là phần chả chay. Chả chay ở đây là món ăn mà mình đã chế biến chín sẵn, có thể dùng được ngay cho nên mình sẽ không cho nấu lâu. Bây giờ mình sẽ cho vào. Sau khi cho các thành phần nguyên liệu còn lại, chúng ta sẽ nêm gia vị và nấu sôi khoảng 5 phút là có thể dọn ra phục vụ được.
Ngoài các loại tàu hủ kia cộng, lá, đậu hủ truyền thống, hiện tại doanh nghiệp sản xuất 24 dòng sản phẩm như tàu hủ kia khô, lá khô, cộng khô, tàu hủ kia non, tàu hủ kia khô lửa trâu, đậu trắng, chả chay. Đặc biệt cơ sở vừa cho ra sản phẩm đóng hộp ăn liền như cơm cẩm hà sen, tàu hủ kia chả hộp vân vân. Sau 5 phút cái phần nguyên liệu chúng ta đã sôi lên thì bắt đầu bây giờ chúng ta nêm gia vị cho đậm vị hơn. Chúng ta nêm một ít đường và một ít muối. Để cho cái món ăn thêm độ sánh thì chúng ta cho vào một ít bột năng pha loãng. Chúng ta sẽ cho cái bột năng vào nhiều hay ít là do cái sở thích của mình, thích món ăn nó sệt vừa hay là sẽ sệt nhiều hơn. Sau khi phần món ăn được chế biến xong thì chúng ta bắt đầu dọn ra thố, trang trí kèm với hành ba rô cắt sợi và một ít ngò rí. Yêu cầu thành phẩm của món ăn nó sẽ có phần nước sốt sánh, cà rốt, khoai tây và các loại nấm sẽ được chín đều, chả chay mình nấu vừa và không có bị quá mềm, thấm các loại gia vị. Món ăn chúng ta nó bao gồm các thành phần từ rau củ, chả chay nó là một chất đạm, nấm và bơ đậu phộng tạo độ béo, sốt cà chua tạo độ chua, vị chua nhẹ, kích thích cái vị giác giúp cho món ăn ngon miệng hơn. Món raru tàu hủ kia chay có thể dùng kèm với bún hoặc là đặc biệt chúng ta có thể chấm bánh mì ăn sẽ tạo cái cảm giác ngon miệng hơn. Hiện tại các loại thực phẩm chay của công ty Bình Loan được bán rộng rãi ở hệ thống siêu thị Bixi miền Trung, miền Nam, Coop Mart, Sacha Food, Bách Hóa Xanh và Tứ Sơn. Ngoài ra quý vị và các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở các quán chay và chợ truyền thống ở Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tiến vừa hướng dẫn xong quý vị và các bạn chế biến món raru chay tàu hủ kia sen hồng, hy vọng sẽ giúp các bạn dễ dàng thực hiện món này để phục vụ cho người thân và gia đình trong những dịp thích hợp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.